Sáng 26 tháng 8 năm 2020, Bộ phận Thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của một bệnh nhân COVID-19. Đây là bệnh nhân COVID-19 tử vong thứ 28 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam. Cụ thể như sau, bệnh nhân 758, bệnh nhân nữ 36 tuổi, địa chỉ ở Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam. Bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối, thẩm phân phúc mạc 12 năm, suy tim và tăng huyết áp. Tối 25 tháng 8, bệnh nhân tử vong tại Trung tâm Y tế Hòa Vang với chẩn đoán viêm phổi do COVID-19, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, suy tim, thẩm phân phúc mạc. Đến sáng 26 tháng 8, theo tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước, có khoảng 30 trường hợp bệnh nhân tiên lượng nặng, trong số này có khoảng 15 bệnh nhân bệnh rất nặng và nhiều trường hợp có nguy cơ tử vong cao. Tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, các bác sĩ điều trị cho biết trong số các bệnh nhân đang điều trị tại đây có khoảng 10 bệnh nhân đang rất nặng, trong đó có 7 bệnh nhân thở máy, hiện còn 4 bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao.